Cô Diễn à, cái áo vest trên người của tôi có đẹp hay không ạ? Cô trả lời đi, nhanh nè. Cái này, cái này, cái này. Cái này đẹp thế. Lúc đó tôi giật nảy mình lên. Hot boy thế. Té ra thật tức cười. Phú Quỳnh thấy anh này lại có người đầu xưng là